Nguyễn Quang Hải tập huấn ở Thụy Sĩ trước khi về đá AFF Cup. Nguyễn Quang Hải sẽ không góp mặt cùng tuyển Việt Nam ở các trận đấu giao hữu, mà sang Thụy Sĩ tập huấn nhằm nâng cao thể lực trước khi về nước cùng tuyển Việt Nam chinh phục AFF Cup. Câu lạc bộ Pau, Pháp vừa thông báo cho phép tiền vệ Nguyễn Quang Hải về cống hiến cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup diễn ra cuối năm nay, dù giải đấu này không nằm trong dịp FIFA Days, đồng nghĩa với việc câu lạc bộ này không phải nhả quân. Với sự góp mặt của Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo thêm phần an tâm khi tuyển Việt Nam hứa hẹn có lực lượng tối ưu, sẵn sàng đòi lại ngôi vương ở giải đấu cuối cùng. Trước khi ông chia tay chiến binh sao vàng, xác nhận về nước dự AFF Cup, nhưng người đại diện của Nguyễn Quang Hải tại Pháp là ông Michel Fossini cho biết, tiền vệ này sẽ không cùng tuyển Việt Nam đá các trận giao hữu trước thềm AFF Cup, như trận đấu với câu lạc bộ Dortmund ngày 30 tháng 11, với tuyển Philippines, dự kiến trong tháng 12, thay vào đó Quang Hải sẽ đến Thụy Sĩ tập luyện cùng huấn luyện viên thể lực riêng, theo giáo án của huấn luyện viên thể lực câu lạc bộ Pau. Thời gian tập huấn của Quang Hải tại Thụy Sĩ là 2 tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.